tự tử vì bách nhục chứ tuẫn tiết gì. Hôm nay là tròn 35 năm Hoàng Cơ Minh cầm đầu tổ chức phản động Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của Việt Tân, về với Chúa. Việt Tân khoác cho Hoàng Cơ Minh cụm từ tuẫn tiết, nhưng xin thưa, bản chất là tự tử vì bách nhục 3 lần đông tiến, định xâm nhập về Việt Nam chống phá, nhưng bị đánh cho tơi tả. Thua thì nói là thua, tự tử thì nói là tự tử. Sao phải khoác áo tuẫn tiết cho nó lâm ly bi đát làm gì? Có thay đổi được cái bản chất của khủng bố đâu? Nhân đây, xin trích vài dòng về lịch sử kém cỏi của đoàn quân Đông Tiến dưới sự lãnh đạo của Hoàng Cơ Minh theo Wiki. Hành trình Đông Tiến. Ngày 24 tháng 2 năm 1982, tại chiến khu U Đông, Hoàng Cơ Minh họp báo công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt hành quân Đông Tiến xuyên Lào trở về Việt Nam. Năm 1985, Hoàng Cơ Minh tổ chức cho chiến hữu Đặng Quốc Hiền, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến, dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, tư lệnh Đặng Quốc Hiền bị giết. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu tổ chức cuộc hành quân Đông Tiến 1, giao cho chiến hữu Dương Văn Tư, tư lệnh thay Đặng Quốc Hiền dẫn 100 quân xâm nhập Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 1986, khi vừa đặt chân lên đến biên giới Việt Nam, toán quân của cựu đại tá Dương Văn Tư bị lực lượng biên phòng Việt Nam đồn 637 Lào và Campuchia chặn đánh, gây nhiều tổn thất. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu mở cuộc hành quân Đông Tiến 2, xâm nhập Việt Nam và đích thân chỉ huy. Khi toán quân chuẩn bị vượt sông Mekong thì bị liên quân Lào, Việt phối hợp bắn chặn nên buộc phải quay về căn cứ. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân Đông Tiến 2 lần thứ 2 với mục tiêu xâm nhập Việt Nam đến Tây Nguyên để xây dựng căn cứ. Theo kế hoạch, toán quân sẽ vượt sông Mekong sang tỉnh Salavan, miền Nam nước Lào, rồi từ đó, dưới sự dẫn đường của 20 thổ phỉ Lào, sẽ đi về tỉnh Sê Công và xâm nhập khu vực ngã ba biên giới thuộc tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1987, đoàn quân vượt sông Mekong vào đất Lào. 20 ngày sau khi tiến gần đến biên giới Việt Nam thì bị quân đội Lào phối hợp với quân du kích chặn đánh tổng cộng 15 trận. Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng, Hoàng Cơ Minh bị thương và tự tử. Toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống. Trong toán quân có 130 người xâm nhập vào đất Lào thì 83 người chết, 19 người bị bắt sống, số còn lại bỏ trốn. Tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn và tuyên phạt 1 trung thân, 15 án từ 3 đến 19 năm tù giam, 1 án treo và 1 tha bổng. Tại phiên tòa này, dù đã tự sát trước đó, Hoàng Cơ Minh vẫn bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc. Sau khi trở về Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 1991, một số thành viên khác có tham gia trong chiến dịch Đông Tiến bị truy tố về các gian lận tài chính. Đông Tiến đến đây kết thúc.